Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bác với tầm tiền mà loanh quanh 200, nhô 200 triệu. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và nồi đồng cối đá thì nên lựa chọn dòng xe gì. Thì video clip ngày hôm nay các bác hãy đón xem và có thể đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé. Một chiếc i10 sản xuất năm 2015 bản nhập Ấn, bản đủ số sàn. Một con xe mà nói không với khoan độc taxi dịch vụ. Khẳng định luôn là xe không có khoan độc taxi dịch vụ gì các bác nha. Bởi vì là thường cái đời trước 14-15 cái form này, này rất nhiều xe taxi dịch vụ, và đặc biệt là gần như là khoan đục. Như xe các bác nhìn này, toàn bộ không bao giờ có xe khoan đục các bác nha. Keo chỉ, zin cả xe, tổng thành xe rất là cứng. Và các bác vừa chạy gia đình, vừa chạy công việc, hay thậm chí là chạy thêm dịch vụ taxi đều ổn. Thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là bền. Loại này thì đồ đạc thay thế phụ tùng nó rất là rẻ. Đấy. Toàn bộ keo chỉ này, rồi toàn bộ lòng cốp này. Đây. Xe nó quá đẹp luôn. Đấy, tích tít rồi là lốp dự phòng, keo chỉ khung sườn gầm bệ, máy móc côn số đại chất. Đấy, toàn bộ keo chỉ đây. Zin cả xe luôn. Đấy. Toàn bộ lòng này, cốp này. Rồi là toàn bộ lòng cua lốp, lốp Michelin luôn đấy. Rồi toàn bộ da ghế đây. Đấy. Riêng xe nhà em cột vào phần cột này không bao giờ phải kiểm tra nhé, khẳng định các bác luôn. Bởi vì là em đi mua nó kiểm tra hết rồi. Chỉ mất keo chỉ thôi nhà em nó không mua, chứ đừng nói là vào đến cột này. Khi mà vào đến cột, đến xương, đến răng này là quá nặng rồi. Nó gọi là đã tai biến cả xe đi rồi, và đi nó sẽ cấu trúc xe nó đã thay đổi rồi. Đấy, vào sắt xi, vào cột, vào khung sườn, cột A rồi, cột B, cột C là khẳng định với các bác luôn. Không bao giờ phải kiểm tra trên dòng xe nhà em. Đấy, bản lề cột kèo nó zin như này. Vô lăng củ số, tổng thành xe rất đẹp các bác nha. Phải nói là rất cứng xe đấy. Keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ xe xe này, táp ly này. Đó, và toàn bộ con này được dàn lốp Michelin mới nhé. Chạy cực kỳ mềm xe luôn. Kính zin này. Đấy, kính zin 25 đây. Đó, đây, toàn bộ cụm bại u giảm sóc này, ABS này, rồi cabo này. Đấy, ốc cabo này. Toàn bộ keo chỉ cabo zin hết, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, keo chỉ cabo này, lòng máng này. Đấy, ốc này. Toàn bộ côn số cùng với lại đầu sắt xi. Đây. Đầu càng sắt xi. Và phần máy nhá. ABS hệ thống xong này. Xe quá đẹp luôn đấy, cực kỳ cứng xe luôn. Toàn bộ phần đèn gầm gốc Hà Nội. Xe này thì em sẽ cho vào rút hồ sơ cho các bác. Về các bác chỉ việc sẵn đóng thuế ra tên là chạy thôi. Đấy, gầm bẻ nó đẹp lắm, cho các bác xem phần gầm này. Toàn bộ phần gầm nhé, toàn bộ phần gầm. Đó, bàn chân phanh, chân côn và chân ga. Cùng với lại toàn bộ da ghế, bao da cần số, màn Android. Tổng thành xe đây, full đồ rồi. Và các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây. Đấy. Từ thân vỏ, từ đèn hậu, đèn phản quang, rồi gầm bệ, cua lốp, khung sườn, zin hết cả xe luôn. Không bao giờ có xe khoan đục. Đấy, đây. Nếu khoan đục nó sẽ khoan phần yên ngựa này. Đấy, khoan cột này. Đấy, khoan nó sẽ khoan ở vị trí này. Đó, mặt táp lô này. Và tổng thành xe nó cứng như thế này. Vậy thì các bác đang có nhu cầu với tầm tiền mà loanh quanh 200, nhô 200, muốn tìm một con xe nhỏ gọn, bản đủ, số sàn, xe đẹp, i10 thì hãy liên hệ trực tiếp với em ngay qua số điện thoại để tư vấn hỗ trợ các bác nha. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.